Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 2, chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình để giới thiệu giao dịch sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực chính thức khai trương vào sáng nay. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là yêu cầu đặt ra để sẵn sàng đáp ứng cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh. Lễ hội Đền Trần Thái Bình lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh đã để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 40 thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết trong 10 năm qua, đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Cho đến nay, các công tác chuẩn bị từ việc xây dựng báo cáo trung tâm đến việc chuẩn bị nội dung các tham luận cũng như kế hoạch triển khai công tác lễ tân, tuyên truyền, khánh tiết, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác phục vụ hội nghị đã cơ bản được hoàn tất. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác chuẩn bị, đảm bảo nội dung chương trình hội nghị diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết Trung 8 khóa 11 của tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. Thống nhất với các ý kiến của đại biểu, thống nhất thời gian tổ chức hội nghị cũng như những văn kiện mà cơ quan thường trực đã chuẩn bị. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục tiếp thu tổng hợp để hoàn thiện báo cáo trung tâm. Các tham luận tại hội nghị phải được xây dựng chu đáo và lựa chọn kỹ lưỡng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thống nhất lại một số nội dung về công tác lễ tân, công tác tuyên truyền, hậu cần, khánh tiết, phục vụ hội nghị. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ khai trương trưng bày giới thiệu giao dịch sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực tại Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Thái Bình. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Thái Bình được thành lập từ năm 2014 với trang web có tên là tbtech.thaibinh.gov.vn, thuộc Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ Thái Bình, nay là Trung tâm Ứng dụng Thông tin Khoa học Công nghệ và Đo lường Thử nghiệm, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình. Gần chục năm qua, sàn đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, hỗ trợ, quảng bá hình ảnh về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến trình số hóa nông nghiệp, nông thôn. Tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ngành liên quan xây dựng chương trình phối hợp gắn kết giữa Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Thái Bình với việc trưng bày, giới thiệu giao dịch sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ chính của sàn là giới thiệu, quảng bá các tiến bộ khoa học và công nghệ, thiết bị công nghệ mới và sản phẩm mới, sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh Thái Bình, tư vấn trong lĩnh vực công nghệ và thị trường công nghệ, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giới thiệu công nghệ và thiết bị, quản lý, vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, chợ ảo, tổ chức dịch vụ, tư vấn chuyển giao, cung ứng công nghệ và thiết bị theo quy định liên kết, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật. Khi mà được tham dự cái sàn giao dịch này thì tôi thấy là cái sức lan tỏa với khách hàng trong nước và quốc tế là rất là rộng, được quảng bá cái chất lượng sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng. Cái sàn giao dịch khoa học công nghệ của tỉnh Thái Bình thì được kết nối, hiện nay đã đang được kết nối với lại tất cả các sàn của các tỉnh thành trong cả nước, và cũng đã đang đề nghị với Bộ là
đưa kết nối với sàn khoa học công nghệ của Bộ để kết nối ra nước ngoài. Hiện có hơn 40 tổ chức, đơn vị với trên 400 loại sản phẩm được trưng bày, giới thiệu trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Thái Bình. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương, đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lựa chọn các sản phẩm có chất lượng để trưng bày, giới thiệu, làm tốt công tác quản lý, vận hành, tổ chức hiệu quả các hoạt động của sàn, tích cực góp phần hỗ trợ các hộ sản xuất, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đánh giá năm 2022 cho thấy tai nạn giao thông giảm rất sâu cả 3 tiêu chí so với năm 2019, năm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19. Đây là nội dung được báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, tai nạn giao thông đã giảm trên 6.200 vụ, giảm trên 1.200 người chết và giảm trên 5.800 người bị thương so với năm 2019. Tại Thái Bình, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 132 vụ tai nạn giao thông, làm chết 61 người, bị thương 101 người, cũng giảm sâu cả 3 tiêu chí. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giảm các hành vi vi phạm luật giao thông và giảm tai nạn giao thông. Nêu kế hoạch triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh mục tiêu hàng năm phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Sáng nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa hai bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị hai lực lượng cần tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương sử dụng lực lượng vũ trang tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu, từ cơ sở, tuyệt đối không để lan rộng phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, nhất là việc cung cấp thông tin cho nhau về phòng chống tội phạm. Thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Nhận định, đánh giá sớm tình hình, chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước các biện pháp, đối sách đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có buổi thăm làm việc, học tập kinh nghiệm về việc triển khai các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đoàn đã trực tiếp đến tham quan nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng điện rác huyện Sóc Sơn. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ. Dự kiến lượng điện thu được từ nhà máy khoảng 75 MW điện mỗi giờ, so chỉ sau quá trình đốt, được tận dụng làm vật liệu xây dựng. Nhà máy đi vào vận hành giai đoạn 1 từ tháng 7 năm 2022, công suất xử lý đốt 800 tấn rác một ngày đêm. Sau khi vận hành cả 3 giai đoạn, nhà máy xử lý đốt 4.000 tấn rác một ngày đêm. Đoàn cũng đi thăm nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Lương Tài do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mới EU, còn Venture Bắc Ninh làm chủ đầu tư, có công suất xử lý rác thải 300 tấn một ngày đêm, công suất phát điện 6 MWh, tổng vốn đầu tư 945 tỷ đồng. Qua tìm hiểu thực tế tại các nhà máy xử lý rác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh,
Vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay còn nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, tỉnh rất hoan nghênh và đánh giá cao các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa xử lý rác thải. Đồng chí đề nghị các sở ngành liên quan tham mưu cho tỉnh cơ chế chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thu hút các doanh nghiệp và đầu tư. Đồng thời tham mưu xây dựng cơ chế chính sách vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, hướng đến mục tiêu không có rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình đang tập trung phát triển khu kinh tế Thái Bình. Nhu cầu về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, ngay từ bây giờ, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là yêu cầu đặt ra. Mặc dù trình độ của đội ngũ công nhân lao động đã được nâng lên, nhưng vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết quả khảo sát mới đây từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho thấy có 38,5% công nhân lao động chưa qua đào tạo, chưa có bằng cấp, chứng chỉ, 8,8% công nhân lao động có chứng chỉ đào tạo dưới 3 tháng, 6,2% công nhân lao động có trình độ chuyên môn sơ cấp, 14,2% công nhân lao động có trình độ trung cấp, 11,8% công nhân có trình độ cao đẳng và 20,5% công nhân có trình độ đại học trở lên. Các doanh nghiệp đầu tư vào, đầu tiên người ta sẽ hỏi rằng nguồn nhân lực có được dư dật không và chất lượng nguồn nhân lực thế nào. Thì rõ ràng là chúng ta phải rất chú ý đến cái việc mà tập trung cái nguồn lực để đào tạo, nâng cao cái khả năng trình độ cho cái người lao động. Tại nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, trong số những nhiệm vụ và giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội có nội dung về nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo nghề, đầu tư thích đáng cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp. Đại học Thái Bình, một trong những cơ sở giáo dục lớn của tỉnh, cũng đang phối hợp với các cấp ngành doanh nghiệp thực hiện đào tạo đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thành thạo tay nghề phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Để đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nói chung thì chúng tôi cũng nghĩ rằng với nhân lực nghề thì chắc chắn là cái việc cầm tay chỉ việc và định hướng về các cái kỹ năng cho sinh viên để các em giỏi về kỹ năng, thành thạo về nghiệp vụ thì mới đáp ứng được cái chất lượng cao của tỉnh Thái Bình cũng như là cả nước đang hướng tới. Hiện Thái Bình có 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong yêu cầu về sự phát triển của tỉnh hiện nay là xây dựng khu kinh tế và các khu công nghiệp trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, ưu tiên các dự án công nghệ cao nên hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh cũng đang cơ cấu lại đào tạo cho phù hợp. Nhà trường ấy là tập trung vào đấy là cái chương trình cái là giáo dục hướng nghiệp và đặc biệt chúng tôi chọn những cái ngành nghề đấy hiện nay đang địa phương đang cần. Từ việc thay đổi chiến lược đào tạo, đảm bảo sẵn sàng nguồn nhân lực để hỗ trợ cung ứng lao động cho nhà đầu tư, Thái Bình đang phấn đấu đến năm 2025 thu hút được khoảng 25 dự án lớn với tổng mức đầu tư khoảng 500.000 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 30.000 đến 40.000 lao động. Thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5 đến 2 lần mức bình quân chung của tỉnh hiện nay. Các tin trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục chương trình. Nghiên cứu mới đây trên 1.000 đối tượng cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn tiền đình ở người trưởng thành là 7,4%, bệnh có tỷ lệ mắc ở người cao tuổi cao gấp 3 lần so với các độ tuổi khác và tỷ lệ nữ giới mắc cũng cao gấp gần 3 lần so với nam. Chóng mặt, mất thăng bằng, rung giật nhãn cầu là những triệu chứng thường gặp nhất của hội chứng tiền đình. Các triệu chứng đi kèm là buồn nôn, nôn, vã mồ hôi, da xanh tái. Rối loạn tiền đình không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, công việc, làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn gây biến chứng nguy hiểm. Nghiêm trọng nhất của rối loạn tiền đình là dẫn đến đột quỵ do máu ít được lưu thông lên não, nhất là trường hợp đi kèm các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch. Song đáng lo ngại là tỷ lệ người mắc hội chứng rối loạn tiền đình đến khám sớm mới chỉ đạt khoảng 30%. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, hôm nay Thái Bình tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay đã 39 ngày Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Số ca mắc COVID-19 cũng giảm, nhưng Bộ Y tế khuyến cáo không lơ là chủ quan bởi sau Tết người dân quay trở lại làm việc, giao lưu và du xuân nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Khi đến các khu vui chơi, du lịch, lễ hội, người dân vẫn cần thận trọng, thực hiện tốt quy định 2K. Điều này sẽ góp phần giảm tốc độ lây lan cũng như làm chủ tình hình nếu xuất hiện biến thể mới.
Sáng nay, làng trẻ em SOS Thái Bình phối hợp với quỹ Lacoste Foundation và công ty trách nhiệm hữu hạn May Younger Smart Seed tổ chức lễ khánh thành, gắn biển và trao tặng công trình nhà nhân ái cho gia đình em Đàm Huyền Trang, thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư. Huyền Trang sinh năm 2005 là một trong những trường hợp được làng trẻ SOS Thái Bình nhận hỗ trợ cộng đồng hàng tháng. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm. Căn nhà cấp 4 được xây dựng có diện tích hơn 60m² với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng đã được khánh thành bàn giao cho gia đình. Để xây dựng căn nhà, ngoài số tiền 65 triệu đồng đoàn hỗ trợ, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã vận động giúp đỡ, hỗ trợ thêm ngày công để gia đình hoàn thiện công trình nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng bàn giao và đưa vào sử dụng là món quà ý nghĩa đối với gia đình, giúp em vượt qua khó khăn, tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, lần đầu tiên lễ hội Đền Trần Thái Bình được tổ chức với quy mô cấp tỉnh theo đúng định lệ cổ truyền tại Di tích Quốc gia đặc biệt, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần nhằm tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa nhà Trần ở Thái Bình và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước. Lễ hội đã để lại cho người dân địa phương và du khách nhiều ấn tượng tốt đẹp. Năm 2023 ghi dấu ấn đặc biệt khi lễ hội Đền Trần Thái Bình lần đầu tiên được tổ chức trang trọng theo quy mô cấp tỉnh, xứng tầm với giá trị lịch sử. Chính vì thế nên mọi khâu chuẩn bị tổ chức lễ hội đều được ban tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ, chu đáo. Trong 5 ngày diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão, lễ hội đã thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan chiêm bái, tưởng nhớ công lao của vương triều Trần. Đặc biệt, có nhiều nghi lễ tâm linh và các hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo riêng có, được lưu truyền hàng trăm năm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước, đồng thời thắp sáng truyền thống quê hương nhà Trần. Tôi thấy rất vui và trang trọng, nên là ban tổ chức rất là nhiệt tình. Hướng dẫn từng đi từng tí một, tôi là cô đã vào trong kia là lễ các vua Trần rồi, và hôm nay là ra được thưởng thức bánh, là cô rất là cảm động, mà kỷ niệm này thì chắc là cô cả đời không bao giờ quên. Và chúng tôi rất muốn hàng năm được trở về đây để tham quan cái di tích này, nó rất là linh thiêng và địa danh thì đã có tiền tên có tuổi trên Việt Nam mình rồi. Bên cạnh những lễ thức được coi là di sản văn hóa thời Trần thì còn có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất con người Thái Bình và vùng đất Long Hưng, Hưng Hà, tạo thành điểm sáng văn hóa của lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2023. Chương trình nghệ thuật Hào khí Đông A gồm hai phần: Âm vang Thái Bình và Khát vọng mùa xuân, được dàn dựng hoành tráng, đặc sắc, vinh danh lịch sử và sự phát triển của vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc ngàn đời và thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp bước truyền thống cha ông. Chương trình mang đến cho du khách màn khai hội đặc sắc, xứng tầm với giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tôi rất là hào hứng, chúng tôi rất muốn về để mà động viên bà con nhân dân Thái Bình năm nào cũng phải làm như này, để cho nó dạy lên cái tình, dạy lên cái việc là cho con cho cháu sau này có cái tinh thần mà chống giặc ngoại xâm của dân tộc chúng ta. Được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nên các hoạt động văn hóa tại lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2023 đa dạng phong phú. Hàng vạn người dân và du khách thập phương đã tập trung về lễ hội để cùng tôn vinh và lan tỏa bức tranh rực rỡ sắc màu văn hóa của vùng đất Long Hưng xưa qua không gian văn hóa cổ truyền với những hội thi trò chơi dân gian độc đáo chỉ có ở lễ hội Đền Trần Thái Bình. Chương trình trong lễ hội, kể cả là phần lễ cũng như phần hội, cũng đã diễn ra và khẳng định được cái giá trị truyền thống của những cái nét đặc trưng của lễ hội Đền Trần Thái Bình. Trong cái quá trình tổ chức lễ hội thì các cái khâu, các cái tiểu ban đã chủ động tích cực tham mưu và tổ chức triển khai các cái nhiệm vụ rất là chu đáo, chi tiết, nên là đã góp phần vào cái thành công của lễ hội. Đây cũng là cái cơ sở, là cái điều kiện để sang năm là chúng ta phát huy được những cái bài học kinh nghiệm để công tác tổ chức lễ hội Đền Trần của những năm tiếp theo sẽ thành công tốt hơn. Với chuỗi hoạt động phong phú, kết
kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống và hiện đại, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất con người Thái Bình và vùng đất Long Hưng, Hưng Hà. Lễ hội để lại ấn tượng khó quên cho du khách và trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn của Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, đến với thành phố Thái Bình ngày nay, mỗi chúng ta đều dễ dàng nhận thấy những cải thiện về môi trường sống một cách rõ rệt. Không chỉ có cơ sở hạ tầng khang trang mà đường phố cũng trở nên sạch đẹp hơn. Và điều quan trọng là ý thức giữ gìn môi trường sống của người dân thành phố đã được nâng lên. Họ nhận thức được trách nhiệm của việc làm cho môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, dù là bằng những hành động nhỏ nhất.